Rồi hôm nay là làm cái nồi xe Sirius FI của anh này là cũng chạy công nghệ nè. Thì xe này là mất trớn là giật, mất trớn bị giật nha. Thì xe này thay 4 tháng sau rồi, sẵn là hôm nay anh nghỉ thì cũng ở dưới ngay chỗ đối diện với lại bạn với Trang Văn Đức nè, đường Lê Văn Lương nè, thì mình sẽ làm lại chiếc xe này. Thì nồi bị giật rồi thì mình vớt chuông dán bố và thay bố nồi thôi, nói chung là làm full nồi anh em. Thì trong quá trình mình làm là mình sẽ quay lại cho anh em coi nha. Rồi xe này thì làm nồi lại là chạy rất là bốc nha. Trời đó. Rồi, bây giờ là mình sẽ tháo nồi ra ha, chứ lại thay cái bô cặp bô thắng với ảnh. Xe này là làm ở mình không nha, sấy xúc bắp về làm chén cổ và kẹt thắng và làm ở tiệm mình không à. Rồi chiếc Sirius FI này là sau khi mà tháo nồi ra mình sẽ phân tích nha anh em, rồi để cho đồng đội mình đi làm đồ nữa. Rồi thứ nhất á là chuông là G nè, chuông G, chuông G là với lại bố thì mình vớt chuông dán bố lại là thứ nhất nè. Rồi ha, vớt chuông dán bố lại. Rồi thứ hai nữa đó là để mình coi bố nồi ha, bố nồi coi mình cứu sống được cho ảnh hay không, tại vì nãy mình chạy thì nồi sau cũng không có tới nổi lắm nha. Rồi cái đế nồi sau là cũng không có bị thấy sốt cũng ít nha, cho nên là mình xử lý lại cái đế nồi sau cho ảnh là ok rồi. Vậy là vớt chuông dán bố với lại xử lý đế nồi sau thôi nha anh em. Rồi nha, còn xử lý làm sao thì để rửa đồ hết đi rồi mình tính sau, chứ biết nói làm sao giờ. Rồi đây nè, đồ còn vàng ươm luôn nha. Rồi đó, để đây. Rồi nha, chiếc Sirius là nhiêu đó thôi, Sirius FI á với lại thay bố thắng thôi. Rồi con Sirius FI này là mình sẽ sau khi là mình xử lý lại cái cặp đế nhôm với lại mình vớt chuông dán bố gì thì mình sẽ vô lại con chó một chiều này ha. Rồi với lại bố này thì mình sẽ xử lý lại cho ảnh ha. Thì tiền bạc tính sau, nói chung là làm sao mà bốc khách chạy là khách vui là được rồi, quan trọng gì. Bố này nó bắt dữ lắm, nó bắt tốt. Bố này con cái là nó bắt tốt nhưng mà hả, nó cái điểm hạn nó màu đứt kìa. Nó màu dài hơn kìa. Thôi em đi luôn, không hỏi tiếp. Người ta đi bỏ bố mà ta không am hiểu bố bằng em đâu, nó thiệt nhiều người đi bỏ. Không thường cái bố nào mọi người thì chuyện không có bé lên chén luôn mà. Từ từ đó chứ ngày biết là biết từ từ rồi sao đạp số rồi cho nó dính lại đạp đạp đi đạp được đó. Rồi rồi bây giờ là mình sẽ vô bố rồi nha. Bắn nồi vô cái đã quên. Khi mà mở nồi này ra đó anh em, bắn súng hơi hoặc là súng pin gì cũng vậy hết á, thì anh em nhớ đừng có đụng vô cái này chịu này nha, cái lực giật nó rất là mạnh là có thể là nó chốc da tay anh em á, đứt tay nha. Thì anh em gài số rồi anh em có thể dậm thắng nha, gài số dậm thắng à, gài số vô là quay quay cho nó quay 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 bánh cho tao thấy tại đó là lúc nó sẽ liên kết với cái bánh, cái lỗi ly hợp á, cái chỗ mình bắn tán á, em dậm thắng lại thì lúc đó là nó sẽ chịu, mình khỏi chịu vô cái đế nhôm nha. Đơn giản là rồi bắn vô, thấy chưa, đơn giản. Rồi anh em phải gài là cái khóa này lại, còn không nó sốt nồi. Thì cái này mình không có chỉ sâu, mình chỉ nói là anh em nên gài lại nha, không là nó bị sốt nồi thôi. Còn cái đó tự anh em suy luận thôi.
hồi lấy búa vậy bạn. Tại sao nó sốt thì tự anh em biết nha. Không vô sao không được. Ôi. Vô được là được. Lục dần. Ấy. Tặng đáy tuột xà rong hết đang làm sao nhai. Cứ lên tê tê tầm đi đang hết đang làm sao nhai. Tê tuột xà rong coi chơi. Tuột xà rong. Giống tuột xà rong chung vô. Hết đang làm sao nhai. Đâu có đâu, bố nồi ẹp đâu có cần bắn ra đâu. Cái này cũng đâu cần bắn đâu. Thay bố nồi không đâu có cần bắn đâu đâu. Ông nói đúng rồi đó. Nãy giờ thay bố vô mình bắn thì giờ ra tại vì mình làm để nhôm đồ. Vậy ông nói đúng rồi đó. Lái gần cuối là nó phải đè cái lò xo này mới đúng nha. Đó nè, nhúng nè. Rồi chúc mình tha nhớt một lần luôn. Chính giữa nó có cái cốt với cái lò xo. Ghi vô. Không ghi. Cái bộ não mình nhớ đó rồi. Từ chi tiết cái đâu nhớ nọ. Nhớ được cái lột trước. Từ ngón tay cho đều. Rồi nha, mình vô lò xo ra anh em ơi. Coi ai à, coi ai phải. Ăn gọi á. Alo. Hãy nghe thử cái này. Alo. Sao? Rồi thì mình xiết lò xo rồi vô rồi anh em ơi. Bây giờ là mình chỉnh ống nồi lại nha. Cái này là đang cái tình trạng là cần số đang bị lỏng nè. Khi nào mình chỉnh mà nó nhịp ít thôi là mới được. Này nhịp nhiều quá nha. Rồi qua chỉnh ống nồi. Vậy là ok nha đó. Thì ốc nồi đây nè, lóc kê bằng ốc 10 với lại cái đầu vít kê nè. Đó thì bây giờ là mình dặn cái đầu vít ở trong vô á, thân đầu vít ở trong vô á thì nó sẽ căng nồi ra. Đó, mình dễ ép lò xo nồi. Đó. Còn mình nhả ra thì nó sẽ nhẹ. Đây là đang nhiều nè, cần số đang nhiều nè anh em. Thấy không? Đó anh em thấy nhiều nha. Thì bây giờ mình chỉnh vô nè. Mở nhã nấu mùi ra là mình chỉnh. Bây giờ nhã ra đi. Nó nhã tán ra. Thì mình sẽ vừa nhấp cái cần số nè. Đây là độ rơ nó đang nhiều nè, mình sẽ dặn vô nè, dặn vô thì nó sẽ bớt lại. Vô nữa anh em. Bớt lại. Thấy không anh em? Bớt lại nè.
đó là ok nè, mình nhả ra miếng nha cho có độ rơ nè, rồi mình siết con này lại là ok. Rồi đó nè, rồi khi mình chỉnh đúng là cái này nó nhích được miếng nè, nhẹ nhẹ vậy là ok nè. Rồi đạp số coi nó có cắt cái video không nha, rồi đạp thử coi nó có cắt cái video không nha anh em, đó cắt rồi nè thấy không, rồi đạp sau coi. Đó giờ mình vô nhớt luôn nè, rất là dễ. Nó cần gì phải hả vô từng lá đó, vô chỗ này là rồi đó, rồi để xây bánh cái cho vô nè, đó có gì đâu là đều luôn anh em. Rồi thả ra, rồi ok. Rồi bây giờ là mình gắn vào đạp và mình vô lóc nồi nha anh em, xong hết rồi. Rồi xong rồi đó anh em, thì xe này là canh bố rồi canh lò xo rồi lại luôn á, rồi chạy là bảo đảm bốc luôn đó. Rồi sau khi xong rồi để mình thử xe cái nha anh em. Cà phê vô hết vậy? Rồi. Muốn giá muốn cà phê hết đâu. Ủa ép tim dữ nữa. Rồi nha. Thử coi xe chạy bốc không? À đốt 2 giờ xuống tiếp nó luôn. 2 giờ. Tiếp hết á. Anh em xuống nào tiếp. Rồi sau khi chiếc Sirius FE của anh công nghệ này là sau khi xong thì xe chạy khá bốc nha, vô số dễ nha. Thì xe này là chỉ xử lý đế nồi sau, nó với lại vớt chuông dán bố với lại thay bố thắng đi, thay bố thắng là chứ không có gì hết nha, số rồi vô ngọt ngào rồi. Đó, vậy thôi anh em. Rồi nha, bố thì không có thay, bố sao cho ảnh nha, rồi tính tiền canh nồi vậy thôi, số thì trả số rồi ngọt ngào anh em. Vậy là xong rồi nha, mình kết thúc với xe Sirius FE.